Xin thân ái chào các bạn. Mình đang đứng ở đây là cầu chữ Y các bạn, tức là cái đường thấp đôi đi ra. Đây là đường ra tới đường Hoa Lư, thì có đây là cầu chữ Y. Thì qua cầu chữ Y đây là thuộc đảo Hòa Thanh 1 các bạn. Rồi qua cái cầu Huỳnh Tấn Phát là qua đảo Hòa Thanh 2. Thì hôm nay mình muốn đi lại cái khu vực dân cư của cái đảo Hòa Thanh các bạn. Tại vì nói chung là mỗi ngày Quy Nhơn là một đổi mới đó. Thì hiện trạng hôm nay thì nó sẽ khác ngày hôm qua, cho nên là mình muốn đi lại cái khu vực đảo Hòa Thanh, các cái dân cư đảo Hòa Thanh để các bạn tham quan. Bây giờ mình đi qua cầu Chi nha các bạn. Cái cầu Chi này hồi trước là nhỏ lắm nè, chỉ dùng để xe máy xe đạp đi qua thôi. Nay người ta mở rộng rồi. Và phía bên cái đảo Thành Một này trước đây là cái nại muối nha các bạn. Hồi trước đây mà mình đi qua bên đây là nó vắng mà không có điện luôn các bạn. Bữa nay trời nó mây hơi mù mù nhưng mà nó cũng có ánh sáng. Thôi mình cứ quay có hình ảnh gì cho vui mà. Đây đi qua đây thì có ngã tư. Đường Lê Thanh Nghị các bạn. Lên đi lên cầu Lê Thanh Nghị. Ngã tư này khá rộng rồi. Bên kia đường Lê Thanh Nghị là 2 chiều. Cái đường Lê Thanh Nghị này mình thấy cái con lương nó rộng quá các bạn. Đây các bạn nhìn cái con lương cái đường Lê Thanh Nghị này. Mình thấy dưới cái chỗ cái con lương này thì có cái bảng, ở giữa con lương này có cái bảng là đường ống xăng dầu các bạn. Có đường ống xăng dầu chạy này, cho nên là cái con lương này họ làm bự lắm. Nó bự thấy gấp bằng nửa con đường luôn á. Nửa hai đường á, mỗi bên mỗi đường, nhưng mà cái con lương này nó gấp đôi con đường đó bạn. Còn cái đường qua bên đây là đường hai chiều các bạn. Đường thấp đôi đi qua bên đây là đường hai chiều mà đổi tên lại là đường Huỳnh Tấn Phát. Thì lên kia là sẽ tới cầu Huỳnh Tấn Phát là đi qua đảo Hòa Thanh 2. Bây giờ mình cứ đi lòng vòng Hòa Thanh 1, tham quan cái Hòa Thanh 1 là chút nữa mình đi qua cầu. Giờ mình cua tay trái đi. Đây mình đi tiếp cái bờ kè dọc sông Hòa Thanh của bên đảo Hòa Thanh 1. Mình đi ra lại đi. Ra lại đường khu dân cư. Đây quán cà phê bạn. Đó. Bữa nay hôm nay là chủ nhật. Các quán cà phê đông khách. Đi vòng vòng đây. Ra đường đây mình chẳng biết đường gì đây, đường Hoàng Tấn Thái. Ồ, đây có một cái biệt thự cũng khá đẹp nữa bạn. Mấy cái này là nó mới xây sau này á. Nói chung là mỗi ngày mỗi thay đổi mà. Hồi trước là mình thấy nó thưa thưa, bữa nay là quán xá dày đặc và khách cũng đông nữa mà. Đây mình đi tới cái cầu Huỳnh Tấn Phát này, nhưng mà mình chưa qua, mình đi xuống cái khu dân cư phía dưới thôi. Đây cầu Huỳnh Tấn Phát này, tí nữa mình lại đi qua bên cái khu Hòa Thanh 2 nữa. Giờ đây mình ở khu Hòa Thanh 1. Ồ, dưới kia khói quá, người ta đốt cái gì vậy, rác này. Mình đi qua khu bên đây bạn, Bùi Đức Sơn. Nói chung mấy cái đường này bây giờ hỏi mình cũng chịu thua mà. Các bạn thấy mấy cái khu này bây giờ dân cư đông lắm rồi, nhà cửa khang trang hết. Giết người ta ở cũng đông đen các bạn, chỗ nào cũng đông. Bùi Đức Sơn,
mình đây, ở đây mấy chục năm rồi, hỏi bây giờ mấy cái khu mới này mình bó tay mà không biết luôn. Còn các bạn ở xa thì chắc cởi người xem hoa coi cho vui, nhưng không biết cái đường làm đâu. Giờ mình đi ra đường, đây là đường Tố Hữu. À cho cái đường này bị hư à, nó bị hư gì thấy người ta làm mấy cái cây, các cái đường này bị xuống cấp rồi. Đi thì các bạn thấy là cái khu dân cư bên đây bữa nay phát triển ghê các bạn, quán xá quá trời luôn nè, cam cà phê kem ở mấy quán đẹp các bạn, quán cà phê đông khách mà cũng đẹp luôn. Bên tay trái mình là cái bờ kè sông Hòa Thanh đi xuống đầm Thị Nại các bạn. Nhánh sông Hòa Thanh từ cầu đôi á. Qua bên kia sông là Hòa Thanh 2 á. Đây mấy quán cà phê Bình Dân. Đường đây là vẫn là đường Tố Hữu các bạn. Giờ mình đi rẽ qua tay phải đi. Đây cà phê góc phố à, mấy quán cà phê đẹp luôn. Quán này thì ít khách. Mình đi qua bên đây, cà phê nhiều lắm rồi. Gu Coffee. Chỗ đây bây giờ người ta kinh doanh cà phê không à. Dân ở đây hồi trước phần lớn là dân biển mà. Phần dân dưới biển, dưới khu 2, khu 1 thì người ta dời lên á. Sau này nói chung là sang sẻ rồi này kia thì đất đai người ta cũng sang qua sang lại hết rồi. Còn ở đây mới ban ra một cái khu gì mới lắm mà cũng khá rộng, mà chắc làm công viên quá. Bên kia là cái chợ, cái chợ của Hà Thanh Một á. Giờ mình đi lên lại, mà đây là đường Lê Thanh Nghị nè, bạn thấy cái con lương nó rộng kia chưa, đường này rộng lắm. Mình thấy con lương này nếu giảm bớt một xíu để nối cái đường ra thì đẹp hơn, mà đường chật. Đây là đường phía trong. Đường phía trong này thì dân cư họ hay đi, còn phía ngoài kia xe họ đi lên cầu Lê Thanh Nghị. Bây giờ mình vòng lên lại Huỳnh Tấn Phát, mình đi qua bên Hà Thanh 2 các bạn. Đây cái đường Lê Thanh Nghị mà phía trong khu dân cư. Lộ dưới đây thấy đây là 26 mét mà trên đây người ta đang công trình, người ta đang làm cái gì đây, như thoát nước hay là gì thì mình cũng không rõ, hình như là thoát nước. Ta thấy bên kia người ta đang đào, bên trong cái con lương người ta đang đào luôn. Thoát nước là thoát nước hay gì vậy? Thoát nước rồi. Đây mình đi rẽ qua bên đây. Cái đây sẽ là đường Nguyễn Hoàng các bạn. Đây có cái công viên cũng khá rộng này. Đây mình đi một vòng công viên nữa. Công viên này khá rộng này. À hồi nãy mình đi phía kia rồi. Đêm kia mình quay qua rồi, bây giờ mình đi ngược trở lại. Công viên ở đây thấy người ta cũng ra vui chơi ở đây. Chủ nhật, bên đây chủ nhật. Mình đi ra cái bờ kè thử. Bờ kè của Hà Thanh 1. Trường bê tông đó là. Mình chạy lên cầu Huỳnh Tấn Phát các bạn. Đi lòng vòng mấy khu Hòa Thanh thử có gì mới lạ các bạn. Ở ngoài đây thì mình thấy cũng bình thường như cũ, chỉ có phía trong là
một số quán cà phê mọc lên là với nhà người ta xây mới á. Còn chỗ đây thì lâu nay mình thấy cũng để tùm chưa cải tạo gì cái khúc chỗ đây, bờ kè chỗ đây để còn tùm lắm. Đây người ta đốt nhiều khói quá. Đây mình lên cầu Quỳnh Tấn Phát nè. À chỗ đây người ta buôn bán phế liệu hay gì mà. Đây phế liệu nè. Giờ mình đi đúng là chỗ khu đây người ta bán phế liệu, cửa, gỗ. Nói chung là vật liệu xây dựng mà hàng cũ á, ta làm lại. Đây là cầu Huỳnh Tấn Phát. Bây giờ mình đi qua bên khu Hà Thanh 2. Khu Hà Thanh 2 này cũng có mấy khu dân cư mới các bạn. Đây là bên tay phải mình này, là khu nhà cửa mới hết á. Còn bên đây thì cũng có một cái khu, nhưng mà cái khu đây thấy lâu giờ cũng không thay đổi mà như cũ. Ở đây thì người ta hay trồng hoa nhiều các bạn. Mình nhớ mấy năm là khu đây người ta trồng hoa để mà bán Tết. Giờ mình đi vòng vòng lên đó thử năm nay người họ có trồng không. Đây khu dân cư mới bên Hà Thanh 2. Ồ vậy là người ta chưa làm xong, dưới kia đường còn dơ và đất không à. Nên mình đi ra ngoài đây ra cái đường bên đây cho nó có bê tông khỏi bụi. Bên kia thấy đang bụi lắm. Đây dân cư Hà Thanh 2. Trong này có một cái khu hồi trước mình đã quay rồi mà không biết bữa nay người ta đã xây dựng chưa bạn. Bây giờ mình đi lại lâu lắm rồi, lâu lắm mình không qua lại. À đây nè, mình đi vô coi này. Hình như đã chưa xây dựng nhiều. Đây cũng còn mấy cái nhà lụp sụp sao người ta chưa di dời nữa. Đây vẫn còn nữa. À cũng có một xây mới nè mà ít à, có một hai cái nhà gì, một cái hai cái ở bên kia lâu lắm rồi, năm ngoái tới giờ mà sao không thấy xây dựng gì mà. Hạ tầng đây thì thấy người ta cũng làm vỉa hè rồi nè, điện đường có rồi. Cái hệ thống thoát nước, thoát nước chưa xong rồi. À, nhưng phía này thì cũng có rồi nhưng mà ta chưa lắp cái lề. Nó vẫn còn như cũ. Cũng chưa có thay đổi gì. Cái khu dân cư này cũng chưa thay đổi gì. Bây giờ mình đi ra lại rồi nè. Bên đây còn số nhà nữa. Như vậy cả năm này rồi mình thấy cũng vẫn như cũ. Đi ra bên kia là đường đường hai chiều chỗ ngoài cầu Hà Thanh 2 á. Lâu khu này lâu lắm rồi. Hình như là 9 tới giờ ta vẫn còn làm. Đây nhà để xây mới mà. Thôi mình đi ra lại. Mấy lâu nay mình tưởng cái khu đây là lên nhà cửa hết rồi mà. Lâu lắm rồi. Chắc là 1-2 năm gì rồi đó. Mà sao thấy chưa rục rịch gì. Mới đụng cái mũ à. Giờ mình đi qua bên đây. Rồi ra khu dân cư phía đây. Hồi trước người ta hay trồng hoa nè, trồng bông à, đống này vẫn trồng này bạn. Đây. Đây trồng cúc. Chưa thấy nở bông là còn lâu mà chắc phải chắc 2 tháng nữa. Đây đường xuất tán. Mấy năm người ta vẫn trồng nè, bên đây vẫn trồng rồi. Đây vẫn còn trồng.
mình đi ra dọc cái bờ kè của khu đảo Hòa Thành 2. Nhà cửa đây người ta cũng có xây dựng mà cũng ít thôi. Thấy đất trống còn nhiều, khu Hòa Thành 2 này đất trống còn nhiều. Đây là vận chuyển cây cối này, đang ươm cây. Đây là khúc kim. Khúc kim. Năm nay không thấy họ trồng mai. Thấy cúc này mình đi thấy cúc không? Thấy cúc. Thấy cúc, cúc. Cúc cúc nữa. Mình lại găm mấy cái cây để giữ các cái thân cúc đó, cho nó thẳng, khỏi bị ngã. Đây. Đây cúc kim. Bên đây cũng cúc. Gần như cúc là nhiều. Qua khu đây vẫn còn đất trống như vậy. Đây để bán đất này mà. Đất này chắc có chủ rồi. Sát cái bờ sông. Ồ, cái chỗ đây xà bần đổ nhất nhát rồi. Nói chung là đây là cầu Huỳnh Tấn Phát. Mình chạy lên đây có gì được thay đổi không? Trên đây cũng có mấy nhà vườn họ cũng ươm cây. Nhưng mà cây đây mấy cái chậu hoa nhỏ. Có mai nè, những con mai nè. À, vừa rồi là có mấy chậu mai. Mà thấy nở bông rồi. Chắc mai tứ quý. Rồi mình đi ra lại các bạn. Nói chung khu đây cũng ít thay đổi. Đây Hòa Thành 2, đảo Hòa Thành 2. Mà bên đây nhà cửa khúc đây thấy nhỏ nhỏ nhỏ. Bây giờ mình đi ra lại các bạn. Chỗ Hòa Thành 2 này không có cái đường, không có cầu đi qua Hòa Thành 3 các bạn. Muốn đi qua Hòa Thành 3 phải đi ra ngoài đường xuống cầu Nhân Hội á, rồi mới đi ra được, cái đường hai chiều. Giờ mình chạy ra lại đường như đường Võ Nguyên Giáp à. Đường đi cầu Nhân Hội à. Đây là cầu Huỳnh Tấn Phát. Hôm nay mình quay lại bằng đi ra bốc khét nha bạn. Tại vì cái âm thanh của cái Osmo Action, Action 4 á, là tiếng thì mình làm lọc gió thì tốt rồi, nhưng mà nó thu tạp âm, cũng nó chưa lọc hết tạp âm mà nó hơi ồn. Để mình mới mua một cái mic khác thử coi nó đỡ ồn mà. Cái podcast này được cái là âm thanh nó thu nó lọc là âm tốt. À, mình đi ra lại đường Võ Nguyên Giáp này, đây là Võ Nguyên Giáp đi xuống cầu Hòa Thành 1 á. À đi xuống, xin lỗi, đi xuống cầu Nhân Hội á. Rồi bây giờ mình đi theo con đường này, mình sẽ xuống khu Hòa Thành 3 các bạn. Đảo Hòa Thành 3 thử coi người ta có xây dựng gì thêm mới không? Chứ không có cầu đi qua. Còn Hòa Thành 3 này hình như là có cầu đi qua bên cái khu 3B hay sao. Khu 3 này hình như nó có hai khu bạn. Thank you.
Hồi hôm mình quay cái Action 4 á, thì ban đêm các bạn, vì nó bị giao thoa với cái anh đèn halogen hay sao á. Cái đèn halogen này vàng á, đèn đó tần số chắc nó 50 á, cho nên khi 60 nó giao thoa 50 nó sinh ra cái tần số 10 các bạn. Tần số 10 hạt đó nó làm cho mình coi mình thấy nó cứ chớp, chứ thật ra ở ngoài là không có chớp các bạn. Nhưng mà mình coi trong video là nó chớp theo cái tần số mà 60 trừ đi 50 các bạn, là ra là 10 á. Tại vì khi mà hai cái nó cộng hưởng nhau á, hai cái giao thoa nhau là sinh ra các cái tần số phụ à. Nó sinh ra mà một là cộng hai là trừ các bạn. Sinh ra một cái tần số là 101 với là tần số 10. Số cộng là thành 101 mà tần số trừ là thành 10. Mà cái tần số 101 thì mình cũng thấy rồi, nhưng mà tần số 10 đó mình thấy bạn là nó chớp cái đèn. Đây là B3 này, đảo B3 này. Bên đây thấy cũng bình thường. Cần Tết rồi mình đi một vòng nữa, 3-4 cái đảo này thử. Hình như là nó có vẻ cái tiến độ xây dựng có vẻ chững lại mà. Mấy cái khu xa này nè, mấy cái nhà này lâu rồi, mình nhớ cũng lâu rồi. Tiến độ xây dựng nói chung chững lại, nói chung cũng có, nhưng mà chững lại. Nói chung chỉ có bên cái đảo 1 á, đảo thành 1 á, thì chỗ đó dân cư đông mà nó có vẻ phát triển. Còn bên cái 2 với 3 này là mình thấy nó chững lại, nó cầm chừng. Hình như đâu nằm yên đó. Chỗ đây thì có cái nhà mà kỷ niệm của Hàn Quốc đó mà. Nhà hữu nghị Hàn Quốc. Đây có mấy cháu nó ra chụp hình này. Nhà đây hồi đó cũng tiền tỷ các bạn, nhưng mà cũng thấy cũng đơn giản chứ không có gì, nhưng mà nói chung ý nghĩa thôi. Đây, chào mừng đoàn đại biểu quận Yangsan, thành phố Seoul, Hàn Quốc đến thăm làm việc Quy Nhơn nè. Bây giờ mình thấy cái nước sơn đó, nó nước vật ni, hình như nước quét bên ngoài nó hơi xuống là nó không có láng nữa. Ngay đó cái gỗ đó là chở từ Hàn Quốc qua các bạn, làm cái nhà tình nghĩa hữu nghị. Đây có một cái cầu, và cái cầu đây mình cũng chưa biết tên này. Đi qua cái khu bên kia là 3B, bên này là như 3A sao? Hay là bên kia 3A gì đó, mình nhớ một cái A cái B. Cầu đây mình chưa thấy tên nghe bạn. Đi qua sông Hòa Thanh á. Qua bên đây là khu vực đây giống như là nằm sát với cái đường đê Long Định cũ á bạn. Mình nhớ hồi trước cái khu đây như nó thuộc về Nhân Bình. Hồi xưa khu đây cũng gần như không có nhà mà. Khu đây giống như là cũng như là một cái khu đìa tôm. Chắc mình nghĩ hồi xưa mấy cái đìa gì ngoài đây là bây giờ người ta đổ đất. Bây giờ cũng chưa xây dựng gì mà. Thôi mình đi ra lại. Cái đây hôm trước mình quay một lần rồi. À có một cái cầu. Mình qua coi thì cái cầu người ta có làm chưa. Người ta làm một cái cầu đi qua một cái đảo nhỏ bên kia mà. Tức là cái khu vực đây là có tới hai cầu. Để coi thử cầu đi được chưa. Đường phải làm chưa tráng nhựa. Mình đi khá gió mà coi thử cái pocket này như lọc gió, rồi mình cũng gắn lọc gió, và thứ hai nữa là cái âm thanh của cái pocket này là nó đỡ tạp âm hơn. Rồi người ta cũng định nữa, không thấy tiến hành cái cầu này cũng như chưa đi được. Làm xong rồi, thấy hình như là làm xong rồi mà chưa đi thôi, chứ người ta làm cũng đầy đủ là gần hết rồi. Không biết tới Tết có xong không.
Bây giờ hôm nay chủ nhật người ta nghỉ rồi mà. Đứng đây chờ chút. Ở dưới đây là cái nhà, hình như như cái nhà của bên điều khiển công trình. Bên đây là cái bờ kè, hay người ta cũng làm bờ kè hết rồi. Mình đi vòng vòng lên đây thì quay xuống rồi có gì đẹp. Đây người ta đang làm, thầy coi làm cái đường thoát nước hay gì. Bờ lề đi bộ bạn, còn dưới đây đi xe. À, bờ kè bên đây người ta cũng làm hết rồi. Gió mà, chỗ đây gió quá. Thôi mình xin dừng video đấy bạn. Đây là mình cập nhật ba cái đảo Hà Thanh. Còn bên kia là cái khu An Phú Thịnh bạn. Khu An Phú Thịnh thì có mấy tòa nhà đây cũng vẫn còn đang xây. Hình như cũng mấy cái tòa nhà An Phú Thịnh đi chắc xong rồi. Đây như vậy thì mình thấy là một nè. À, một cái An Phú Thịnh đây là lâu rồi bạn. Cái đây là hình như nhà ở xã hội hay sao. Còn trong kia là thấy 2-3 block nữa bạn. Đó. Nói chung bữa nay nhiều quá mình cũng không nhớ hết rồi. À trong đây thấy có xây một cái quán cà phê mới rồi bạn. Đó, còn đây là đại học FPT. Rồi xin thân ái chào các bạn. Còn cái khu đây không biết bên đây người ta sẽ làm gì mình chưa biết các bạn. Nói chung thấy đang còn để trống.